Và video này Trọng sẽ nói sơ bộ về cái việc là đại lý nhượng quyền FPT sau khi mà nhượng quyền xong thì tiếp tục Trọng sẽ hỗ trợ gì. Khi mà các bạn là một tờ giấy trắng và được Trọng vẽ vào đó một cái quy trình để mà các bạn bắt đầu cho cái việc kinh doanh thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Vì vậy á, đầu tiên là Trọng sẽ làm cho nó thật sự là đơn giản để cho một người bình thường vẫn có thể làm được. Đó là cái đầu tiên. Sau khi mà các bạn học nghề xong hết rồi thì từ cái việc gọi là setup cửa hàng, trang thiết bị, đồ đạc là làm hỗ trợ từ A đến Z hết toàn bộ cho mọi người rồi. Vậy thì việc của các bạn chỉ cần đi học bán hàng và học chiên gà thôi. Ngày lúc trước á, là học làm gà luôn, còn bây giờ không cần nữa. Bây giờ là bên công ty đã hỗ trợ ốp thịt gà luôn rồi. Việc của các bạn là xé con gà ra chiên thôi. Vậy thì Trọng sẽ hỗ trợ gì sau khi khai trương xong? Đặc biệt nhất đó là cái khâu marketing. Vì các bạn đã có sản phẩm tốt rồi, có mô hình hấp dẫn rồi, nhưng mà các bạn không có làm được marketing thì không thể hút được khách hàng ở khu vực của mình. Vậy thì chạy quảng cáo, làm fanpage, Trọng cũng sẽ xây dựng từ A đến Z hết, rồi làm luôn cả Google Maps luôn. Sau khi xong, trong một tháng đầu tiên Trọng sẽ bỏ tiền ra chạy quảng cáo giùm cho các bạn luôn, hỗ trợ giùm cho các bạn về xây dựng fanpage, xây dựng tất cả mọi cái liên quan đến marketing. Và đặc biệt á, là cái kênh chính của Trọng ở trên tất cả mọi nền tảng đều lên cái cửa hàng đó để làm marketing. Sau đó là trong quá trình mà vận hành cửa hàng á, gặp vấn đề gì, cần hỗ trợ cái gì, cần hỏi cái gì, cần công ty là hướng dẫn cái gì, thì tất cả quy trình sẽ có đầy đủ hết cho các bạn cần là có. Đến khi nào các bạn thật sự là đã làm được từ A đến Z hết rồi, không cần phải hỏi nữa, không cần phải thêm bớt cái gì nữa, thì lúc này là các bạn có thể tự làm được. Và tất cả mọi thứ xong rồi thì các bạn chỉ học cách bán hàng thôi và học cách làm marketing. Tới đây thì Trọng sẽ có một cái hệ thống sử dụng video, rồi sử dụng Zalo để chăm sóc khách hàng, để tư vấn khách hàng, để bán hàng bằng Zalo. Thì đại lý chỉ cần làm sao cho cái mô hình nó thật sự là đơn giản để học sâu vào Zalo. Vì vậy nếu như mà các bạn muốn sở hữu một cái mô hình kinh doanh đơn giản, tinh gọn, hiệu quả thì hãy nhanh tay liên lạc cho Trọng cũng như đội nhóm của Trọng để tìm hiểu thêm thông tin và biết được chi tiết về cái việc mà các bạn nhượng quyền, các bạn sẽ nhận được lợi ích gì. Xin chào và hẹn gặp lại.